Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng ở Forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi anh em thấy là thị trường biến động không có mạnh, do là cũng có không nhiều tin tức. Tuy nhiên thì hành động giá lại có một vài sự thay đổi khá là đáng kể. Mà trong clip phân tích cuối tuần này, Thúy và các bạn sẽ cùng nốt lại những cái hành động giá quan trọng và xem có tín hiệu giao dịch nào khả thi trong tuần tới hay không nhé. Tuần tới chúng ta không có nhiều tin tức và đầu tuần thì thị trường Anh và Mỹ nghỉ lễ, cho nên có thể là biến động giá trong tuần tới sẽ không có nhiều. Tuy nhiên thì vào những ngày có tin tức vẫn có thể là có cơ hội để cho chúng ta giao dịch, cho nên là mọi người lưu ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phân tích thị trường cho tuần tới. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới hàng đầu Việt Nam XM Global. Chu kỳ tăng trưởng đang đến, đừng quên rủ thêm bạn bè để có thêm người đồng hành trên hành trình giao dịch và nhận đến 150 đô tiền thưởng trên một lượt giới thiệu cùng với XM, link ở phần miêu tả. Như thường lệ, Thúy sẽ bắt đầu với DXY. DXY tuần vừa rồi tăng nhưng mà động lượng không mạnh ha. Xét trên khung thời gian D1 thì tuần vừa rồi thực sự động lượng không mạnh. Chúng ta dựa vào nến, là nến tạo ra những cây nến có đuôi nến dài, thân nến thì cũng có cây nến có thân nến lớn, có cây nến có thân nến nhỏ. Tuy nhiên sự bất đồng về cái độ lớn của cây nến cũng như là thân nến và đuôi nến cho chúng ta thấy được rằng là động lượng tăng trong tuần vừa rồi của DXY không mạnh và nó cũng không ổn định. Tuy nhiên thì các bạn để ý là đây là vùng kháng cự trên khung thời gian H4 à. Và đây là vùng hỗ trợ trên khung thời gian ngày. Hiện tại thì giá đã hồi về vùng kháng cự trên khung thời gian H4. Và như tuần trước Thùy có nói rằng là trên khung thời gian H4 là xu hướng đang trong xu hướng giảm giá khá là rõ ha. Có đỉnh sau đây này, thấp hơn đỉnh trước và đáy sau, thấp hơn đáy trước. Và đỉnh này hiện tại là đỉnh quan trọng trên khung thời gian H4. Và giá hiện tại thì đang nằm ở vùng kháng cự của khung thời gian H4. Vùng kháng cự này nó là vùng cung trên khung D1, nhưng là vùng giằng co, là vùng cung và cũng là vùng đỉnh trước đó của khung thời gian H4, cho nên đây có thể nói là một vùng hợp lưu khá là mạnh mẽ. Nhìn trên khung thời gian D1 thì các bạn có thể thấy rằng là giá đã tiếp cận đến cái vùng kháng cự này và bắt đầu có sự phản ứng dựa vào cái đuôi nến phía trên bởi hai cây nến này hình thành. Và cuối tuần thì thị trường đã tạo ra một cây nến giảm mạnh. Và cây nến giảm này có độ lớn là thân nến lớn hơn 50% độ lớn của cây nến. Cho nên đây là một nến giảm mạnh. Vậy cho nên là trong tuần tới chúng ta có thể cân nhắc canh bán chỉ số DXY này trên khung thời gian H4 được. Tuy nhiên thì đây không phải là tín hiệu ha. Đây chưa phải là tín hiệu giao dịch của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ về khung thời gian H4 xem cái bối cảnh trên khung thời gian H4 như thế nào để mà chúng ta đưa ra cái chiến lược giao dịch tốt nhất cho DXY. Đây là bối cảnh trên khung thời gian H4. Các bạn để ý ha, giá đang trong xu hướng giảm này, có đỉnh đáy thấp hơn rõ ràng. Và hiện tại thì giá đang ở trên vùng kháng cự của khung thời gian H4. Ở đây các bạn thấy này, có rất là nhiều vùng giằng co ha. Rồi đây là cái vùng cầu gần nhất, xoay mọi người, đây là vùng cung gần nhất. Đồng thời nó cũng là cái vùng đỉnh trước đó luôn. Và giá khi mà tiếp cận đến cái vùng kháng cự này thì đã có sự phản ứng là giá bị đẩy ngược trở lại. Tuy nhiên thì đây không phải là cái dấu hiệu để mà chúng ta bán, bởi vì thực tế nếu như mà các bạn nhìn cái xu hướng ngắn hạn đây này thì chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn đang tăng giá, đúng chưa ạ? Là có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước cũng khá là rõ. Tức là cấu trúc tăng giá hiện tại vẫn đang còn được duy trì. Trừ phi là các bạn thấy cái vùng đáy này bị phá vỡ một cách mạnh mẽ, thì khi đó chúng ta có thể tìm cơ hội để mà chúng ta bán DXY trên khung thời gian ngày hoặc là trên khung thời gian H4 đều được. Tức là chúng ta cũng sẽ căn cứ cái xu hướng trên khung thời gian H4 để chúng ta canh bán. Ví dụ như giá phá vỡ vùng đáy trước đó đi ha, thì cái vùng kháng cự đó là cái vùng mất cân bằng này,
sẽ trở thành cái vùng kháng cự. Vùng mất cân bằng này quanh vùng 104.90, thì khi đó là các bạn có thể chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó tìm cơ hội bán xuống. Nếu mà giao dịch trên con TH4 như thế này thì chúng ta có thể có được cái lợi thế là điểm vào nó sẽ thuận lợi, và cái thứ hai dừng lỗ rất là nhỏ, như vậy thì có thể gia tăng cái tỷ lệ reward của chúng ta lên. Tuy nhiên cũng có một cái trường hợp nữa, đó là các bạn thấy giá không có phá vỡ được cái vùng đáy này ha, mà nó trực tiếp tăng lên. Vậy thì lúc này chúng ta phải chờ thôi, bởi vì giá có khả năng sẽ tiếp cận lại cái vùng kháng cự này. Tức là nó sẽ đi sâu vào để nó kiểm tra cái vùng kháng cự này. Khi đó thì chúng ta sẽ tìm tín hiệu canh bán khác. Và lúc này chúng ta cũng phải xem xét đến một cái trường hợp nữa, đó là cái xu hướng tăng của cái đợt hồi này này tiếp diễn. Và nếu như mà động lượng của xu hướng tăng này mạnh lên thì cũng có khả năng cái vùng kháng cự này bị giá phá vỡ. Rất có khả năng đó ha, chúng ta không có loại trừ bất kỳ khả năng nào cả. Cho nên là tùy thuộc vào động lượng của thị trường. Nếu như mà giá tiếp cận lại cái vùng kháng cự này một lần nữa mà không có cái động lượng tăng mạnh lên, thậm chí là yếu đi và có dấu hiệu đảo chiều, thì khi đó chúng ta lại một lần nữa có thể tìm cơ hội bán ra DXY trên không thể giá H4 được ha. Nói chung là các bạn phải chờ xem tuần tới giá sẽ diễn biến theo hướng nào. Phá vỡ đáy thì chúng ta tìm cơ hội bán xuống. Còn nếu như mà lên để mà kiểm tra lại cái vùng kháng cự này một lần nữa thì chúng ta buộc phải chờ cho giá kiểm tra xong, xem tín hiệu là thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá hay là quay ngược lại đảo chiều, thì khi đó chúng ta mới có thể lên kế hoạch giao dịch được. Nói chung thì hiện tại giá đã ở vùng kháng cự rồi, cho nên là bây giờ chúng ta chỉ cần xem là tín hiệu nó hình thành khi nào và ở vùng nào thôi là chúng ta đã có thể giao dịch được rồi ha. Cho nên là chiến lược giao dịch DXY trong tuần tới, đó chính là các bạn sẽ chờ cho thị trường phản ứng với cái vùng kháng cự này cho xong. Vùng kháng cự này đó là quanh vùng 105. Xem giá có tạo được cái tín hiệu bán hoặc là cái tín hiệu đảo chiều, như là tạo ra cái xu hướng giảm trên không thể giá H4 hay không. Nếu có thì các bạn có thể giao dịch được ha. Các bạn để ý là nếu như mà các bạn tìm cái sự thay đổi xu hướng thì không nhất thiết phải tìm ở trên không H4 đâu. Nhiều khi H1 thôi cũng được ha. Nếu như mà các bạn thấy trên không thời gian H1 có cái sự thay đổi xu hướng một cách mạnh mẽ thì các bạn cũng có thể canh bán được nhé. Thì đây là chiến lược giao dịch DXY trong tuần tới. Cái chiến lược của chúng ta thì nghiêng về hướng bán nhiều hơn. Nhưng nếu như mà giá tăng mạnh, có động lượng mạnh thì chúng ta vẫn có thể nói chung là linh hoạt theo cái di chuyển của thị trường để mà chúng ta thay đổi cái chiến lược nhé. Tiếp theo chúng ta phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ. Đầu tiên là S&P 500. S&P 500 tuần vừa rồi biến động không mạnh. Các bạn nhìn vào cuối cái xu hướng tăng này, thị trường trong tuần vừa rồi có biến động mạnh vào ngày gần cuối tuần á, nhưng mà cơ bản là về hành động giá không có thay đổi gì nhiều hết. Xu hướng chính của chúng ta vẫn là xu hướng tăng này, và vùng hỗ trợ gần nhất và tiềm năng nhất vẫn là cái vùng này. Nó là vùng cầu gần nhất, đồng thời cũng là các cái vùng đỉnh đáy mà thị trường tạo ra các cái điểm xoay ha. Thì đây là cái vùng hỗ trợ mà mình thấy rằng là có khả năng giá sẽ tìm về. Tức là nếu như mà giá đang trong cú hồi á, nó hình thành được cú hồi thì khả năng tìm về vùng này cũng rất là cao. Cho nên là tạm thời chiến lược giao dịch của chúng ta sẽ là canh mua quanh vùng hỗ trợ là 5100 này. Tức là các bạn sẽ chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó tìm cơ hội rồi các bạn mua lên nhé. Chiến lược giao dịch cho S&P 500 thì không thay đổi, do là cái hành động giá trong tuần vừa rồi cũng không có thay đổi gì nhiều, cho nên chiến lược của chúng ta tạm thời giữ nguyên. Chúng ta cần đợi xem thị trường sẽ di chuyển như thế nào. Nhiều khi nếu như mà các bạn thấy cái cú hồi của S&P 500 mà tạo được một cái xu hướng giảm đẹp trên không thời gian H4 hoặc H1 á, thì chúng ta vẫn có thể cân nhắc canh bán theo cái cú hồi. Nếu như mà trên không thời gian thấp các bạn thấy được cái xu hướng đi khá là đẹp, khá là lành mạnh thì vẫn có thể canh bán được nha. Nhưng mà hiện tại vấn đề là giá chưa có cú hồi, và hiện là nó đang chứng lại, mắc kẹt lại ở quanh cái vùng đỉnh. Cho nên là bắt buộc với cái hành động giá hiện tại này thì chúng ta phải chờ, chứ không có giao dịch được nhé. Tiếp theo là Dow Jones. Dow Jones thì đã có giá hồi rồi. Các bạn để ý ha, thứ nhất là cái vùng mất cân bằng này là một. Cái thứ hai đó là cái vùng cầu này đã bị giá phá vỡ một cách rất là mạnh mẽ. Một cây nến giảm rất là mạnh này, các bạn để ý ha. Đấy, cây nến này rất là mạnh, phá vỡ cái vùng hỗ trợ này và vùng hỗ trợ này. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng là trên khung thời gian thấp như là M15 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy được một cái đợt giảm giá rất là mạnh mẽ.
Thì ở đây nếu như mà giao dịch ngắn hạn thì đa phần các anh em mà giao dịch ngắn hạn sẽ thường đi theo cái hướng giảm giá ở tại cái thời điểm hiện tại của chỉ số Dow Jones này. Chúng ta kỳ vọng là cái đợt giảm giá này nó sẽ tìm về được cái vùng hỗ trợ là cái vùng đỉnh trước đó mà giá phá vỡ này. Nó là quanh vùng 3850. Đó, cho nên là chiến lược giao dịch của chỉ số này cũng giống như là S&P 500, chưa có gì thay đổi hết. Đó là chúng ta tiếp tục chờ cho giá hồi về vùng hỗ trợ này rồi tìm cơ hội mua lên ha. Hiện tại thì giá đang bắt đầu hồi rồi và động lượng hồi thì cũng khá là mạnh. Cho nên là kỳ vọng giá có khả năng sẽ đạt tới được vùng này đó. Và tới vùng này thì chúng ta có thể có hai cách giao dịch. Thứ nhất đó là chờ cho giá hình thành được cái mô hình nến đảo chiều là có thể giao dịch được. Cái thứ hai đó là có thể chờ cho giá tạo ra cái cấu trúc tăng giá, ví dụ như ở đây này là nó tạo đỉnh, tạo đáy thấp hơn nhưng sau đó thị trường quay ngược trở lại phá vỡ cái cấu trúc giảm giá này. Đó thì khi đó các bạn có thể về khung thời gian thấp hơn nữa, tìm cơ hội canh mua với cái đoạn tăng giá mạnh mẽ này này. Thì khi đó sẽ tối ưu hóa được điểm vào lệnh. Và đôi khi các bạn không có cần chờ mô hình nến đảo chiều hình thành. Tất nhiên là cái điều này nó sẽ hơi khác với việc giao dịch theo phương pháp là Naked Forex. Nhưng mà đối với lại giao dịch chỉ số á, thì cái việc mà chúng ta chờ mô hình nến nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với thị trường Forex. Do là bên thị trường chứng khoán á, hoặc là chỉ số chứng khoán Mỹ, nó tạo gap khá là nhiều. Cho nên là cái việc mà các bạn xác định chính xác một cái mô hình nến mà đúng lý tưởng là nó sẽ khó hơn. Khó hơn rất là nhiều do thị trường cứ nhảy gáp liên tục mà. Khi mà đã có khoảng trống giá, ví dụ như các mô hình như bóng lớn chẳng hạn, rất là khó để có thể được hình thành. Như mô hình dây đai lớn thì có thể. Rồi thêm một cái nữa như mô hình đuôi chuột túi cũng vậy. Nó sẽ khó có thể có được những cái mô hình lý tưởng. Vùng sức ép hay là phá vỡ giằng co thất bại cũng vậy. Tại vì nó sẽ có các cái vùng gap khá nhiều, các cái mô hình đó sẽ khó hình thành hơn. Cho nên Thúy kiến nghị mọi người nếu như mà giao dịch chỉ số thì các bạn có thể cân nhắc cái phong cách giao dịch giống như là phương pháp SMC. Đó là các bạn chờ cho giá hồi về khung thời gian thấp hơn. Xoay mọi người, đó là các bạn sẽ chờ cho giá chạm vào một cái vùng hỗ trợ kháng cự mạnh, sau đó về khung thời gian thấp hơn tìm sự thay đổi xu hướng. Giao dịch như vậy nó sẽ giúp cho các bạn là vừa tối ưu hóa được điểm vào lệnh nha, mà không có phải chờ mô hình nến hình thành. Điểm vào lệnh của các bạn đó là khi nó tiếp cận tới một vùng thôi là các bạn đã có thể giao dịch. Hoặc thậm chí là khi mà giá tiếp cận đến một vùng ha, thì các bạn chỉ cần chờ cho có một cây nến bật lên khỏi vùng hỗ trợ hoặc là bật xuống khỏi vùng kháng cự là các bạn đã có thể tìm cơ hội giao dịch rồi. Đó thì như vậy nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ha. Rồi, nói chung là chiến lược giao dịch Dow Jones không có gì thay đổi hết, tiếp tục chờ hồi. Tức là chờ hồi được về cái vùng hỗ trợ quanh vùng 3850 thì chúng ta sẽ mua lên nhé. Tiếp theo là vàng. Các bạn để ý là tuần vừa rồi vàng giảm rất là mạnh ha. Mặc dù là cái đợt giảm giá này của vàng mạnh nhưng mà cái xu hướng của thị trường vẫn là tăng giá. Bởi vì là cái vùng đáy này này, vùng đáy này là vùng đáy quan trọng của vàng, chưa có bị phá. Và các bạn để ý rằng là trong giao dịch theo xu hướng thì khi mà các cái đỉnh đáy quan trọng trong cái xu hướng đó vẫn đang còn được giữ vững thì chúng ta vẫn cứ giao dịch theo xu hướng. Thị trường không có nói trước được, chúng ta nhìn một cái đoạn giá giảm mạnh như thế này thì chúng ta không thể nào nhận định rằng là xu hướng giảm đã bắt đầu và thị trường bắt đầu chuyển qua xu hướng giảm được. Mà chúng ta bắt buộc phải chờ có một cái sự xác nhận bởi hành động giá, đó là phá vỡ cái cấu trúc tăng giá hiện tại, thì khi đó chúng ta mới có thể tìm cơ hội canh bán được. Nhiều khi các bạn sẽ thấy rằng là giá nhiều khi nó chỉ tiếp cận đến cái vùng đáy này thôi và nó tạo ra một cái tín hiệu từ chối giá chẳng hạn, vòng ngược lên lại. Thì cái tín hiệu này cũng là cái tín hiệu cho thấy rằng là cái vùng đáy này nó chỉ bị từ chối thôi chứ nó chưa bị phá vỡ. Tức là người mua hiện tại vẫn có thể chiếm ưu thế và đẩy giá tăng ngược trở lại. Cho nên là cái diễn biến hành động giá tại một cái vùng hỗ trợ kháng cự cực kỳ quan trọng đối với các fraction trader ha. Vậy cho nên là hiện tại thì các bạn thấy rằng là giá vàng mặc dù là tuần vừa rồi giảm mạnh nhưng giá hiện tại lại đang bị chứng lại quanh cái vùng hỗ trợ, đó là vùng giằng co. Các bạn nhìn vùng giằng co này sẽ gồm có 1 nến, 2 nến, 3, 4, 5, 6 nến lận. Và nó hợp lưu với lại cái vùng giằng co phía trước luôn. Vùng giằng co phía trước cũng có 1, 2, 3, 4, 5 nến. Hai vùng giằng co này khá là mạnh ha. Và nó bị mắc kẹt ở cái vùng này khá là lâu. Chưa kể trước đó có một loạt các cái nến giằng co ở vùng này. Cho thấy rằng là cái vùng
nguyên cái vùng giá này này, nó là một cái vùng mà thị trường do dự rất là lâu. Cho nên là khi mà giá quay ngược trở về đây để kiểm tra cái vùng này, thì phản ứng hành động giá quanh vùng này chính là cái mấu chốt để mà chúng ta lên cái chiến lược giao dịch. Ở đây các bạn để ý là giá giảm rất là mạnh ha. Mà khi mà các bạn nhìn ở khung thời gian H4 hoặc H1 thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái xu hướng giảm cực kỳ rõ. Nên với những ai mà giao dịch trên khung thời gian thấp như H4 và H1 thường sẽ đi theo cái xu hướng giảm đó. Nhưng mà nếu như chúng ta kiểm tra cái hành động giá trên khung thời gian lớn như là khung ngày thì các bạn sẽ thấy được đây là một cái vùng hỗ trợ và giá hoàn toàn có khả năng bật tăng ngược trở lại. Vậy cho nên ở đây, cái chiến lược mà Thúy kiến nghị cho các anh em á, đó là chúng ta tạm thời chúng ta di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn như là H4 để chúng ta phân tích hành động giá, xem chúng ta nên canh bán hay là canh mua thì sẽ hợp lý hơn ha. Như đã nói thì đây là xu hướng trên khung thời gian H4. Và các bạn để ý này, nếu như mà xét về hành động giá ha, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái đáy này không phải là đáy quan trọng trong cái xu hướng hiện tại nha. Tại vì xu hướng hiện tại chúng ta cần phải tìm được một cái vùng đáy kiểu như thế này này. Chúng ta cần tìm một xu hướng mà có cái vùng đáy kiểu như là có hai cái chân sóng á. Thì cái vùng đáy này sẽ là cái vùng đáy quan trọng trong cái xu hướng tăng giá hiện tại. Và nếu như mà các cái vùng đáy mà nó đi kiểu các vùng đáy đơn như thế này này, thì các cái đáy này thường sẽ khó có thể giữ được giá hơn. Lý do vì sao? Bởi vì đáy này nó sẽ không có quan trọng bằng cái đáy này. Bởi vì chí ít là cái đáy này này, cái áp lực mua lên từ đáy này nó sẽ mạnh hơn. Bởi vì các bạn để ý là ở đây có một cái vùng kháng cự, là cái vùng đỉnh nhỏ này này. Thì khi mà giá phá vỡ được cái vùng đỉnh này thì nó đã vượt qua được một tầng những cái người mà bán ra ở vùng đỉnh này, sau đó tiếp tục phá vỡ cái vùng đỉnh, mà cái vùng đỉnh này lại là cái gốc để tạo ra một cái đợt sóng giảm. Mà cái đợt sóng giảm này không phải là một đợt đâu, mà nó là hai đợt sóng giảm tạo nên một cái xu hướng giảm trong ngắn hạn. Mà các bạn biết rồi đó, trong một cái xu hướng á, thì nó sẽ thu hút được nhiều người vào giao dịch hơn. Cho nên là những cái người bán ra trong cái giai đoạn này này, thường nó sẽ nhiều hơn những người trong cái giai đoạn đơn này, là nó sẽ thu hút được nhiều hơn. Cho nên là áp lực bán ở trong những cái đợt sóng kép như thế này, những cái đợt sóng giảm mà có hai chân sóng như thế này, thường thì cái áp lực nó sẽ mạnh hơn. Cho nên khi mà thị trường quay ngược trở lại tăng giá, phá vỡ được hai cái vùng đỉnh này, thì cái áp lực mua lên từ vùng đáy này sẽ mạnh hơn. Cho nên cái vùng đáy này được đánh giá là một vùng hỗ trợ tốt. Mà nếu như mà thị trường quay ngược trở lại, phá vỡ cái vùng đáy này, thì cái khả năng mà thị trường quay đầu giảm giá cao hơn là cái vùng đáy đơn này ha. Vùng đáy đơn này thị trường vẫn có khả năng quay ngược trở lại. Thì đây chỉ là lý thuyết thôi, chứ còn trên thực tế thì có rất là nhiều trường hợp. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần tập trung vào những cái vùng mà nó mạnh như thế này này để mà chúng ta giao dịch, thì cũng có thể tăng được cái xác suất thành công cho cái chiến lược giao dịch hơn ha. Vậy thì ở đây này các bạn để ý nha, đây là đáy đơn này, đây cũng vậy này ha, các cái đợt sóng hồi này và đơn. Nhưng mà đây ha, đây là một đợt sóng hồi kép này, các bạn để ý có hai chân sóng, hai ba chân sóng, mặc dù nhìn nó hơi lý nhí, nhưng nếu như các bạn về không thời gian như M15 các bạn sẽ thấy rõ thị trường đi như thế này này. Đó. Và đây cũng vậy này, các bạn nhìn cái đợt hồi chỗ này này, nó sẽ có hai chân sóng. Đó, vậy thì ở đây cái vùng đáy quan trọng của cái xu hướng hiện tại thì đây chính là cái vùng đáy quan trọng này. Cho nên vùng đáy này bị phá thì cái xu hướng mới thực sự là đảo chiều, cho nên là thị trường vẫn có khả năng tiếp tục đi sâu vào khai thác cái vùng hỗ trợ này rất là nhiều. Vùng hỗ trợ này là cái vùng giằng co trên khung thời gian D1. Các bạn thấy giá hiện tại nó đã đi đến cái vùng đáy trước đó rồi ha. Nếu như mà anh em nào giao dịch theo xu hướng thì sẽ xác nhận đây là vùng đáy quan trọng ha. Nhưng đối với Thúy thì Thúy xác nhận vùng đáy này thực sự không quá quan trọng đâu. Nó thực sự không quá quan trọng. Nếu như quan trọng hơn thì vùng đáy này nó sẽ có ý nghĩa với Thúy hơn. Mà nếu như mà Thúy giao dịch thì có khả năng là Thúy sẽ tìm cơ hội mua lên nếu như mà thị trường tạo được cái tín hiệu sau đó. Tức là nếu như mà ở trong cái khoảng từ cái đáy này xuống cái đáy này này, tức là nó nguyên là cái vùng cầu này này các bạn, thì nếu mà thị trường tạo được cái cơ hội mua lên ở vùng này thì các bạn vẫn có thể giao dịch đảo chiều được ở vùng này ha. Nhưng đó là trong trường hợp thị trường tạo được cái tín hiệu. Còn nếu như mà thị trường không tạo được mà tiếp tục giảm mạnh, phá vỡ, thì khi đó chiến lược của các bạn sẽ phải thay đổi, đó là các bạn sẽ phải canh bán. Còn có một trường hợp nữa, các bạn để ý á, chúng ta có một cái vùng kháng cự. Các bạn để ý đây là vùng mất cân bằng. Đây cũng là vùng mất cân bằng.
hai vùng mất cân bằng xuất hiện tại cùng một vùng giá, thì đây lại là một vùng kháng cự hỗ trợ mạnh cho chúng ta, có thể cân nhắc giao dịch được ở vùng đó. Vậy thì nếu như mà giá không có tạo được cái tín hiệu mua lên nào ở vùng này hết, thì lúc đó mà nó cứ hồi về, vậy thì lúc này cái vùng kháng cự này nó là quanh vùng 2390 và vùng số tròn đó là vùng 2400, thì chúng ta cũng có thể tìm cơ hội bán ở cái vùng này được, với kỳ vọng là thị trường sẽ giảm xuống ngược trở lại cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Đó là kịch bản số 2 để giao dịch vàng trong ngắn hạn. Thì đây là hai cái chiến lược giao dịch vàng trong tuần tới mà các bạn có thể chú ý ha. Một, đó là các bạn để ý cái vùng hỗ trợ hiện tại này này, xem thị trường. Nếu như mà nó hình thành được cái xu hướng tăng trên khung thời gian thấp hơn như là H1 thì các bạn có thể giao dịch được. Hoặc là nếu mà nó tạo được cho các bạn một cái thiết lập tăng giá thực sự đẹp á, thì cũng có thể cân nhắc mua lên được ha. Nhưng mà tôi kiến nghị là đi theo kịch bản số 1 đi, là đợi cho ở khung thời gian thấp á, tạo được cái xu hướng tăng, thì khi đó nó sẽ có cái xác suất thành công cao hơn. Còn trường hợp thứ hai là giá hồi về thì các bạn có thể cân nhắc cái vùng kháng cự quanh vùng 2390 này canh bán được nhé. Bây giờ chúng ta phân tích qua dầu. Các bạn để ý là tuần vừa rồi dầu có giảm, có phá vỡ vùng đáy này nhưng mà không đáng kể ha. Nói chung là hành động giá trong tuần vừa rồi của dầu gần như là cũng không có biến động nhiều. Tuy nhiên thì có cái tín hiệu phá đáy nhưng không mạnh. Chính xác hơn là thị trường quét cái vùng đáy trước đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là dựa vào hành động giá thì có thể thấy thị trường trong xu hướng ngắn hạn lại chưa có chuyển hướng tăng giá gì cả. Nó vẫn đang duy trì là giảm giá. Ở cái điều kiện này thì tôi kiến nghị là mọi người cứ đứng ngoài thôi. Chúng ta đừng có giao dịch gì trong cái giai đoạn mà thị trường chưa có rõ xu hướng như thế này, hoặc là có xu hướng nhưng mà rất yếu, chúng ta cũng tránh luôn. Không có giao dịch trong những cái điều kiện không có rõ ràng như vậy. Chiến lược giao dịch dầu thì mình kiến nghị là giữ nguyên. Vẫn chú ý cái vùng kháng cự, nó là vùng giằng co, đồng thời là vùng cung gần nhất, quanh vùng 81 ha. Thì có thể chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó tìm cơ hội kênh bán xuống được. Nhưng nếu như mà dầu không hồi ha, mà tiếp tục giảm, thì các bạn để ý là đây có một cái vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ này nó là vùng giằng co trên khung thời gian tuần. Và bản thân Thùy đánh giá thì vùng hỗ trợ này thực sự không mạnh lắm đâu. Không mạnh, các bạn để ý này. Ở đây chúng ta có một cái vùng mất cân bằng chưa được giá kiểm tra này. Có thể tuần tới giá sẽ kiểm tra cái vùng mất cân bằng này và sau đó bật tăng lên. Nhưng mà cũng không có loại trừ trường hợp là giá đi thẳng xuống cái vùng hỗ trợ bên dưới này ha. Và nó bật lên để lên khung thời gian tuần để cho các bạn thấy được cái hành động giá trên khung thời gian tuần như thế nào nhé. Đây các bạn có thể thấy rằng là đây là cái vùng giằng co gồm có 1, 2, 3, 4, 5 5 nến trên khung thời gian tuần. Và nó không hề đẹp một tí nào hết á. Thì các bạn thấy cái đợt tăng giá này của dầu trên khung tuần này là giá đi hoàn toàn là lý nhí. Các cái nến sau chồng lấn vào cái nến trước cho thấy rằng là động lượng không có đều, tăng giảm liên tục. Với cái kiểu hành động giá như vậy, chúng ta không nên giao dịch. Bản thân mình đánh giá là giá dầu có khả năng, rất có khả năng sẽ tìm về cái vùng giằng co bên dưới này. Và nó có thể chứng lại ở đây một thời gian trước khi mà nó phá vỡ cái vùng này luôn. Bởi vì rằng là mình thấy vùng này thực sự không có mạnh đâu. Cái khả năng mà giá phá vỡ cũng rất là cao. Cho nên là thị trường vẫn có khả năng ha, vẫn có khả năng chuyển hướng giảm giá đó. Cho nên là kiến nghị mọi người là trong cái khoảng thời gian này cứ chờ thôi, chờ giá dầu nó diễn biến như thế nào. Nói chung là chúng ta trong những cái điều kiện mà thị trường không chắc chắn như thế này mà các bạn vẫn muốn giao dịch, thì mình kiến nghị là một là các bạn tìm tín hiệu xác nhận thật đẹp và có càng nhiều tiêu chí hỗ trợ càng tốt, như là các cái vùng kháng cự hỗ trợ hợp lưu này, thiết lập đẹp này, rồi có thêm cái sự ủng hộ của xu hướng nữa. Cái thứ hai đó là các bạn có thể quay trở về khung thời gian thấp để tìm cái sự ủng hộ của xu hướng trên khung thời gian thấp và xu hướng trên khung thời gian lớn, tức là xu hướng ở cả hai khung lớn và nhỏ đều có sự đồng thuận với nhau. Và sau đó các bạn tìm các cái vùng kháng cự hỗ trợ hợp lưu trên khung thời gian nhỏ để các bạn giao dịch là tốt nhất. Chứ còn nếu như mà trong các cái điều kiện mà nó không có rõ về động lượng như thế này mà các bạn tín hiệu xác nhận của các bạn lại yếu nữa và các bạn cố chấp giao dịch thì rất là dễ bị thua lỗ ha. Các bạn để ý đây là cái vùng kháng cự này, là các cái vùng đáy trước đó này, các bạn thấy này, rất là nhiều các cái điểm chạm ở vùng này. Trong hành động giá thì chúng ta gọi nó là các cái điểm xoay. Và cái phương pháp của ông Galen Woods về Price Action thì ông gọi đó là các cái điểm chốt đáy. Ông gọi đó là các điểm chốt. Bất kể đó là cái điểm gì và tên gọi đó là gì thì đơn giản thôi, đó là các cái vùng đỉnh đáy ha.
Thì đây các bạn thấy có rất là nhiều đáy xuất hiện tại cùng cái vùng giá là 80.70 này. Đây được xem như là một vùng kháng cự mà Thùy đánh dấu khá lâu rồi ha. Thì các bạn để ý là chúng ta sẽ chờ cho giá hồi vùng này, sau đó canh bán được. Với mục tiêu đó là giá sẽ tìm về cái vùng hỗ trợ là vùng giằng co trên khung thời gian tuần. Đây là cái chiến lược giao dịch mà có thể nói rằng là trong ngắn hạn khả thi có thể thực hiện giao dịch được. Thì đây là chiến lược giao dịch ngắn hạn cho dầu trong tuần tới ha. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích qua các cặp tiền tệ nhé. Đầu tiên là cặp EURUSD. EURUSD thì mình sẽ bắt đầu phân tích từ khung tuần, bởi vì là trên khung thời gian tuần hiện tại chúng ta phải nắm được cái bối cảnh trước, nhìn vào bối cảnh lớn, từ đó chúng ta mới có thể xây dựng được cái chiến lược giao dịch trên các cái khung thời gian thấp hơn. Ở đây nhìn vào khung tuần này, các bạn có thể thấy rằng là vùng đáy này đã bị giá phá vỡ này. Và các bạn để ý là cái đợt giá phá vỡ này thực sự nó nhìn nó không có được đẹp, bởi vì là rất nhiều cây nến có đuôi nến trên, thêm một cái nữa là thân nến không có thân nến mạnh và di chuyển một cách dứt khoát. Cho nên cái đợt giảm giá này có động lượng rất là yếu. Và khi mà nó đã yếu rồi thì chúng ta xác định là cái vùng đỉnh này có khả năng cũng bị giá phá vỡ khá cao. Nhưng mà với điều kiện đó là trên khung thời gian thấp hơn, nó phải có được, nó phải tạo lập được cái xu hướng tăng giá thì cái khả năng thị trường mới có thể tìm đến được cái vùng đỉnh này ha. Còn hiện tại là chưa có, hiện tại chúng ta chưa thấy được cái kịch bản đó. Mà ngược lại là chúng ta đang thấy là thị trường trên khung thời gian thấp hơn như là khung ngày lại đang có cái kịch bản là nó giảm giá, bởi vì là các cái vùng đáy trước đó đều bị giá phá vỡ ha. Đó, nhìn vào cái bối cảnh của khung tuần thì ở đây các bạn để ý là chúng ta thấy là đây chính là các cái đỉnh đáy quan trọng trên khung thời gian lớn này, khung thời gian tuần. Và đây là các cái đỉnh đáy nhỏ trên khung thời gian thấp hơn. Đây là đỉnh nha, đây là đáy nha. Rồi, đây là đỉnh trên khung thời gian ngày. Và đây là đáy trên khung thời gian ngày. Như vậy ở đây này, trên khung thời gian tuần, các bạn muốn mua hay là muốn bán á, thì các bạn phải thấy được một trong hai đỉnh đáy này bị phá thì các bạn mới có thể xây dựng được cái chiến lược giao dịch. Vậy cho nên đối với lại cái hành động giá như hiện tại thì chúng ta vẫn có thể giao dịch theo xu hướng của khung thời gian ngày. Bây giờ chúng ta sẽ về khung thời gian ngày ha. Đây các bạn để ý này, đây là xu hướng trên khung thời gian ngày. Thì rõ ràng là cái vùng đỉnh này và vùng đáy này là hiện tại hai vùng quan trọng nhất của cặp tiền này, đúng không ạ? Nếu như mà một trong hai đỉnh đáy này bị phá thì coi như là xu hướng sẽ bị phá vỡ. Một là xu hướng sẽ quay đầu đảo chiều nếu như đỉnh này bị phá, hoặc là quay đầu giảm giá, tiếp diễn xu hướng trước đó nếu như đáy này bị phá. Và giá hiện tại thì đang rất gần với cái vùng đỉnh rồi. Chúng ta sẽ không có biết được liệu giá phá vỡ vùng đỉnh hay là nó sẽ quay đầu giảm, chúng ta không biết được. Nhưng mà dựa vào cái hành động giá hiện tại ha, để cho các bạn hình dung, đó là thị trường vẫn đang trong cái đợt tăng giá. Thì các bạn để ý cái đợt tăng giá này này, trên khung thời gian thấp hơn như là H4, các bạn sẽ thấy được cái xu hướng tăng này rất là rõ. Và những người nào mà giao dịch trên khung thời gian thấp hơn thì có phải là những người đó sẽ có cái tư duy đó là họ sẽ mua lên theo xu hướng nhiều hơn là họ kênh bán. Và chúng ta thấy rằng là cái xu hướng giảm của khung thời gian D1 này này, hiện tại thì cái vùng kháng cự này có khả năng bị giá phá vỡ rất là cao. Và nếu như vùng đỉnh này bị phá vỡ thì coi như là khả năng vùng đỉnh trên này bị phá vỡ cũng khá cao, bởi vì phía trên này mình thấy là không còn cái vùng kháng cự nào mà nó thực sự tiềm năng nữa, bởi vì đa phần là đều đã bị giá kiểm tra hết rồi. Cho nên cái khả năng mà thị trường quay trở về và phá vỡ vùng này rất là cao. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán thôi, chúng ta đưa ra cái khả năng cao nhất để mà chúng ta giao dịch thôi, chứ còn lại vẫn phải dựa vào hành động giá để mà chúng ta đưa ra quyết định ha. Hiện tại thì có khả năng thị trường quay trở về tìm lại cái vùng đỉnh này rất là cao. Còn vùng đỉnh này có bị phá hay không thì thực sự không ai biết đâu ha. Chúng ta vẫn phải chờ thị trường. Chờ nhiều khi mà giá tìm về cái vùng đỉnh này, ngày hôm đó không có tin chẳng hạn, không có tin tức gì, thị trường di chuyển rất là ảm đạm chẳng hạn, thì khi đó có khả năng cái việc hành động giá phá vỡ khỏi cái vùng đỉnh này nó lại rất là yếu và thị trường có thể đi ngang sau đó luôn á. Thì khi đó chúng ta gần như là không có đánh giá cao cái vùng đỉnh này nữa, mà có khả năng thị trường sẽ quay đầu đảo chiều. Nhưng vào đúng ngày có tin chẳng hạn thì có thể là thị trường sẽ phá vỡ qua vùng này mạnh mẽ, hoặc là thậm chí sẽ tạo ra một cái tín hiệu phá vỡ giá khỏi vùng đỉnh này. Không biết được ha, thị trường di chuyển như thế nào không ai biết trước được hết á. Vậy thì ở đây tạm thời chúng ta cứ đi theo cái xu hướng trên khung thời gian thấp.
các bạn để ý này, xu hướng hiện tại nó đang nằm quanh cái vùng đỉnh này. Nó là quanh vùng 1.09 hay 1.0890. Đó thì giá đang ở quanh cái vùng đỉnh trước này và có nguy cơ là sẽ phá vỡ cái vùng đỉnh này nhá. Và nếu như mà nhìn trên cái biểu đồ này thì các bạn có thể thấy rằng là thị trường đã phản ứng với cái vùng hỗ trợ trên không thì giá H4 rồi và đã bật tăng lên rồi. Cho nên là chúng ta hiện tại có canh mua được hay không thì còn phải về không thời gian thấp hơn để xem xét xem liệu có nên canh mua tiếp hay không ha. Còn hiện tại thì ở bên dưới là đa phần các vùng đều đã được giá kiểm tra rồi, cho nên chúng ta sẽ không có mua ở cái vùng dưới nữa. Mà nếu như trên H4 có cái sự thay đổi xu hướng từ tăng qua giảm, khi đó nhiều khi chúng ta lại có thể chuyển đổi qua kênh bán theo cái xu hướng trên không thời gian H4 cũng nên. Ở đây các bạn để ý này, là trên không thời gian H4 là giá đã retest cái vùng hỗ trợ là cái vùng cầu, đồng thời cũng là vùng giằng co gồm có 5 nến đây rồi này ha. Và các bạn thấy là nó đã hình thành cho chúng ta mô hình là vùng sức ép mua lên, mặc dù không đẹp nhưng nến tín hiệu tăng lên rất là rõ ràng. Thì nếu như mà anh em nào giao dịch thì cũng có thể cân nhắc mua lên với cái nến này, đặt dừng lỗ bên dưới cái thiết lập này là được, chốt lời ở quanh cái vùng đỉnh trước đó. Tỷ lệ cho cái chiến lược này nó cũng rơi vào khoảng tầm 2.5 á, nếu như mà các bạn vào lệnh. Rồi hiện tại thì giá đã lên được một khoảng rồi thì đừng có chơi nữa ha. Vậy thì bây giờ anh em nào muốn chắc ăn, muốn giao dịch thì đợi giá phá vỡ cái vùng đỉnh nhỏ này này. Đó, tức là phá qua. Thì khi đó trên không thời gian H1 sẽ có xu hướng tăng giá. Khi đó các bạn có thể về không thời gian H1 tìm cơ hội tiếp tục mua lên tiếp. Đó là với điều kiện giá chưa có đạt lên được cái vùng đỉnh này ha. Chứ còn giá mà phá vỡ cái vùng đỉnh rồi, khi mà giá tăng lên và phá vỡ cái vùng đỉnh rồi, thì có thể là chúng ta sẽ cũng canh mua là chắc chắn rồi, nhưng mà sẽ mua với cái vùng hỗ trợ khác trong cái quá trình mà hành động giá hình thành. Xem là thị trường có hình thành được cái vùng hỗ trợ mới nào hay không, thì khi đó chúng ta mới giao dịch nhé. Còn nếu như trong trường hợp giá lại quay ngược trở lại tiếp tục và phá vỡ cái vùng hỗ trợ này, đi sâu vào kiểm tra cái vùng giằng co đồng thời cũng là cái vùng cầu này, thì khi đó chúng ta lại tiếp tục tìm cái cơ hội giao dịch mới, với điều kiện là thị trường giảm đến đây là phải có sự chứng lại trong động lượng ha. Chứ giảm mạnh quá thì có khả năng nó đâm xuyên và nó trực tiếp tìm đến cái vùng hỗ trợ bên dưới cũng có khả năng nha. Và các bạn để ý trên không thời gian H4 này, thì đây chính là đáy quan trọng. Đáy này bị phá coi như là xu hướng trên không thời gian H4 bị thay đổi. Cho nên là khi mà đã xác định được cái đỉnh đáy quan trọng trong cái xu hướng rồi, thì các bạn cứ đi theo cái xu hướng đó cho đến khi cái xu hướng này nó bị phá vỡ thì thôi. Thì trong xu hướng trên H4 thì đáy này là đáy quan trọng. Khi nào mà giá còn nằm trên đáy này thì các bạn vẫn có thể giao dịch tiếp được nhé. Tiếp theo là bảng Anh USD. Bảng Anh USD trên không thời gian D1 á, các bạn thấy rằng là đỉnh này bị phá vỡ này. Mặc dù đỉnh này không phải là đỉnh quan trọng trong cái xu hướng hiện tại, xu hướng hiện tại là đỉnh này là đỉnh quan trọng này, đáy này đã bị phá vỡ tạo ra xu hướng giảm này. Tuy nhiên cái đỉnh này xét theo hành động giá thì nó vẫn là một cái đỉnh có ý nghĩa. Và khi phá vỡ khỏi cái đỉnh này thì xu hướng đã chuyển đổi qua tăng giá khá là rõ. Tại sao đỉnh này lại quan trọng? Bởi vì các bạn để ý nó là một cái đỉnh có hai chân sóng này. Các bạn vẽ lên đây, các bạn sẽ thấy này, nó có hai chân sóng. Và khi mà cái đỉnh này bị giá phá vỡ thì đó là một cái đỉnh mạnh bị giá phá vỡ. Cho nên là chúng ta vẫn có thể canh mua lên được khi mà xu hướng đã chuyển đổi qua tăng rồi. Rồi ở đây thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ này, các bạn để ý nha. Đây là có vùng giằng co gồm có 5 nến đây. Tiếp theo đây là vùng giằng co gồm có 4 nến đây. Đó, đây đồng thời là cái vùng cầu gần nhất này. Các bạn thấy là vùng này có rất là nhiều sự hợp lưu. Nó thậm chí là vùng mất cân bằng trước đó bị giá phá vỡ này. Cho nên là những cái vùng như thế này thì cái khả năng mà thị trường quay trở về kiểm tra cũng rất là cao. Và nhất là hiện tại thì cái xu hướng chúng ta đánh dấu á, đó là nó đã được xác nhận là xu hướng tăng rồi. Cho nên là chúng ta có thể canh mua được. Cho nên chiến lược giao dịch của bảng Anh USD trong tuần tới đó là các bạn chú ý cái vùng hỗ trợ là 1.2550 này ha. Các bạn sẽ chờ cho giá hồi về vùng này và tìm cái tín hiệu giao dịch đảo chiều ở đây là có thể mua lên được. Nói chung là chiến lược giao dịch của cặp này khá là rõ ha. Tiếp theo là cặp USD và Yên Nhật. Cặp tiền này các bạn thấy rằng là nó đã không có tiếp tục quay ngược trở về phản ứng với cái vùng hỗ trợ bên dưới này, quanh vùng 151 hoặc vùng 152 nữa, mà giá đã bật tăng lên rồi. Các bạn để ý là khi mà giá quay ngược trở về kiểm tra vùng này thì nó đã có sự phản ứng nhưng mà không có tạo được cái tín hiệu cho chúng ta
cho nên hiện tại chúng ta cũng đã không còn cái cơ hội để mua lên từ cái vùng này nữa. Mà hiện tại nếu như mà các bạn nhìn thì thị trường đã có cái xu hướng tăng giá rồi. Và cái vùng giá mục tiêu mà nó có thể tìm về được là cái vùng đỉnh này. Vậy thì ở đây, đối với lại chiến lược giao dịch USD và Yên Nhật trong ngắn hạn thì Thúy kiến nghị mọi người là có thể về khung thời gian H4. Sau đó là chờ cho giá tìm về những cái vùng hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian H4, sau đó là mua lên. Đây là khung thời gian H4 này, các bạn để ý là cái xu hướng hiện tại thì nó cũng đang là tăng giá rồi ha. Và đáy này là đáy quan trọng trong cái xu hướng hiện tại. Ở đây thì kiến nghị là có hai vùng, đó là vùng giằng co này, đồng thời cũng là cái vùng cầu trước đó nha. Nhưng mà đó là của cái vùng đáy trước đó rồi, cái vùng đáy hiện tại này này. Thì các bạn để ý là chúng ta có một cái vùng là vùng mất cân bằng này. Còn đây là cái vùng cầu ha. Đó, chúng ta kết hợp hai cái vùng này lại là một luôn. Thì Thúy đánh dấu nó là vùng này. Nó là quanh vùng giá 155. Qua tuần các bạn sẽ chờ cho giá hồi về vùng này, sau đó tìm cơ hội để mua lên. Và cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta chốt lời có thể thứ nhất đó là cái vùng đỉnh này này. Vùng tiếp theo là vùng đỉnh phía trên này. Chúng ta sẽ chốt lời từng phần ha. Nói chung là trong giao dịch hay bất kỳ các bạn dùng phương pháp nào cũng vậy, các bạn bắt buộc phải đánh dấu ra những cái vùng cản để mà chúng ta chốt lời cho nó hợp lý, chứ không thể nào mà ngay trực tiếp nhắm đến một cái vùng xa lắc xa lơ được, trong khi là chúng ta vẫn còn những cái vùng cản gần đó mà thị trường chưa có phá được. Mỗi một cái vùng cản trong thị trường nó đều quan trọng hết, và nó phải có lý do để nó hình thành được những cái vùng cản như vậy. Nhất là những cái vùng cản mà thị trường tăng hoặc là giảm mạnh từ những cái vùng đó thì nó lại càng có ý nghĩa. Như các bạn thấy, như cái vùng đỉnh này giá giảm rất là mạnh, và cái đợt giảm giá này nó còn phá vỡ cái vùng đáy trước đó nữa. Cho nên là cái vùng đỉnh này bắt buộc là cái vùng mà chúng ta sẽ phải xem xét để mà chốt lời. Chỉ ít là các bạn sẽ chốt lời từng phần, và ai mà ngại rủi ro thì có thể chốt hết. Nhưng mà đó là trong điều kiện thuận lợi ha. Còn nhiều khi giá giảm mạnh không tạo được tín hiệu nào, nó đâm thẳng xuống cũng nên, không biết chừng. Nên là tùy thuộc vào thị trường. Đây là cái chiến lược kiến nghị cho mọi người thôi, để mọi người tham khảo. Còn hành động giá về đó phản ứng như thế nào, chúng ta còn phải tùy cơ ứng biến nữa. Rồi tiếp theo, chúng ta phân tích qua cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Như các bạn thấy rằng là sau khi mà thị trường phá vỡ cái vùng đáy này thì vùng đỉnh này trở thành vùng đỉnh quan trọng. Và sau đó thì thị trường đã phá vỡ cái vùng đỉnh này rồi. Khi mà thị trường phá vỡ vùng đỉnh này thì các bạn để ý này, một cây nến tăng rất là mạnh, phá vỡ khỏi vùng đỉnh này, đóng cửa lên trên vùng đỉnh này. Và cây nến này là một cây nến xu hướng ha. Cho nên là với cái hành động giá như hiện tại thì chúng ta sẽ xác nhận rằng là xu hướng của cặp này đã chuyển qua tăng giá, và chúng ta sẽ tập trung chúng ta canh mua. Và hiện tại thì các bạn thấy là giá cũng đang bắt đầu hồi rồi. Đợt hồi này thì chưa được tính là đợt hồi mạnh, và chúng ta cũng không cần nó hồi mạnh làm gì, chỉ cần nó hồi từ từ như thế này và tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ mà chúng ta theo dõi là chúng ta đã có thể mua lên được rồi. Thì cái vùng hỗ trợ kiến nghị mọi người ở đây đó là cái vùng cầu với cái nến này này, quanh vùng 0.6550. Cái vùng cầu này thì nó hợp lưu với lại cái vùng mất cân bằng nhỏ này, cho nên là cái vùng này có thể giao dịch được ha. Nói chung là chiến lược giao dịch của cặp này cũng khá là rõ. Qua tuần anh em chờ cho giá hồi về vùng 0.6550 này, sau đó tìm cơ hội để mà chúng ta mua lên được ha. Tiếp theo là cặp USD và Canada. Cặp này thì các bạn thấy rằng là không được thuận lợi cho lắm. Giá mặc dù có tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ là vùng 1.36 rồi, và cũng bật tăng lên đúng như chúng ta phân tích, nhưng mà rất tiếc là thị trường không có tạo được cái tín hiệu nào cả. Cho nên hiện tại thì kiến nghị mọi người cặp này cứ tạm thời đứng ngoài đi. Tại vì hành động giá cặp này trên khung tuần thì mình cũng có kiểm tra qua là cũng không có được đẹp cho lắm. Cho nên là đối với cặp này thì mình sẽ chờ cho giá nó kiểm tra hết cái vùng hỗ trợ này. Nhiều khi là nó có thể quay ngược trở lại kiểm tra vùng này một lần nữa. Và nhiều khi mà nó tạo được cái tín hiệu mua ở vùng này, tức là một cái tín hiệu mua khác rõ ràng hơn, đẹp hơn ở vùng này, thì chúng ta có thể giao dịch sau. Hoặc là nhiều khi các bạn thấy được cái sự thay đổi cái hướng đi rất là rõ trên khung thời gian thấp hơn ở cái vùng hỗ trợ này, khi đó mua lên nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn như hiện tại thì thôi, tạm thời cứ đứng ngoài chờ ha. Cuối cùng là cặp USD và Franc Thụy Sĩ. Các bạn thấy là cặp này thì sau khi mà giá quay ngược trở về kiểm tra thì nó đã có cái sự là quét cái vùng đáy trước đó này. Một vùng đáy này, hai cái vùng đáy và ba vùng đáy, bốn vùng đáy ha. Quét cái vùng đáy trước đó và bật tăng. Đối với cặp này á, thì mình nghĩ rằng là
giá có khả năng tìm về cái vùng đỉnh này rất là cao. À, cho nên là chúng ta có thể tìm cơ hội để mà chúng ta giao dịch được. À, trong ngắn hạn là có thể tìm cơ hội mua lên được ha. Vậy thì ở đây trên khung này chắc chắn là không mua được rồi, bởi vì giá đã rất là gần cái vùng đỉnh rồi. Cho nên là chúng ta có thể về khung thời gian thấp hơn như H4, H1, xem xét cái xu hướng trên khung thời gian đó để xem là chúng ta có thể có cái cơ hội để chúng ta giao dịch ở khung thời gian thấp hay không. Các bạn để ý trên khung thời gian H4 ha, cái vùng đỉnh này thì đã bị phá này, và nó hình thành ra một loạt các cái nến giằng co với nhau. Đây được xem như là một vùng hỗ trợ, thì cũng có thể giao dịch được ở vùng này. Nhưng mà thực sự thì hành động giá không được đẹp cho lắm, tức là thị trường đi khá là mạnh và hiện tại chưa có giá hồi. Ở đây thì vẫn kiến nghị mọi người ha, vì ở đây chúng ta có các cái vùng đỉnh này, cái vùng hỗ trợ này rất là đẹp nha. Đây các bạn để ý này, đáy này, các cái vùng đáy này, đáy, 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 rồi ba cái vùng đỉnh này. Sau đó thị trường giằng co quanh vùng này. Vậy thì ở đây kiến nghị mọi người là chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về cái vùng hỗ trợ là vùng này, nguyên cái vùng giằng co này. Nó sẽ là cái vùng hợp lưu để mà chúng ta chờ giá hồi rồi kênh mua lên ha, chứ không thể nhắn H4. Nó là quanh vùng 0.9120 hoặc là quanh vùng 0.91, vùng số tròn luôn ha. Thì qua tuần anh em sẽ chờ cho giá hồi về vùng này, xem có tín hiệu giao dịch hành động giá nào hay không, rồi chúng ta tìm cơ hội để mua lên theo xu hướng. Và cái điểm chốt lời mục tiêu của chúng ta chính là cái vùng đỉnh trước này. Rồi thì đây là những cái cặp tiền mà chúng ta sẽ phân tích và theo dõi trong tuần tới. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment giúp Thúy. Và các bạn đừng quên ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.